Hôm nay sếp nữ hoàng chúng tôi sẽ live về một mẫu về cho các bạn, cho các chị trung niên. Đây chiếc đầm cho ra mặt, đó là chiếc đầm cổ tàu thêu hoa cao cấp. Đây thêu hoa những đường nét thêu hoa rất là tinh xảo. Đây là những chiếc nút được đính trên chiếc áo, đó là điểm nhấn đặc biệt cho chiếc áo, làm cho chiếc áo chúng ta nổi bật hơn. Và những đường nét thêu hoa rất là tinh xảo luôn. Trên cổ tôi cũng được thêu hoa, mà sau lưng thì trơn nha các chị. Đây là chiếc đầm dành cho những chị trung niên, những người trung niên thôi. Chiếc đầm tôi đang mặc là size L, hơi rộng. Nhìn những chiếc đầm này cho các chị từ 48kg trở lên sẽ mặc đều được. Và có được dây kéo bên hông nha cả nhà. Đây có dây kéo bên hông. Chúng tôi có là 4 size M, L, XL và 2XL. Giá của chiếc đầm này là 660.000, rất hợp với túi tiền của chúng ta. Chất liệu là bằng khung lụa, rất là mát. Rất đẹp, rất là mát luôn. Đây, những đường nét được thêu hoa rất là đẹp. Chiếc đầm này sẽ dành cho những chị có bụng bánh mì mặc rất là thoải mái luôn nha, không sợ lộ bụng luôn. Và chiếc đầm này có thể mặc cho những chị từ 35 tuổi trở lên mặc rất là đẹp luôn nha cả nhà, rất là xinh đẹp. Mã số của chiếc đầm này là 01. Quan tâm và gọi là hotline chúng tôi 0968333465 để được tư vấn kỹ hơn nha cả nhà. Em là sức mạnh đang cắt cầu cái hoa kia. Chào cả nhà, hôm nay sức của bạn chúng em sẽ là một mẫu đầm xuông thêu hoa sen. Trên tay của em được thêu hai bông hoa, hai bông bóng rất là xinh luôn. Chiếc đầm này rất là đơn giản, không có cầu kỳ quá. Đây là chiếc đầm xuông thì mà rất là ngon, dành cho các chị trung niên mặc những chiếc đầm này rất là hợp. Những chị mà béo bụng mặc cũng không sợ phải chẹt quá gì. Dạng này là dạng khung lụa rất là mát luôn, trời nóng chúng ta mặc cũng không có sợ ngọt nữa. Chiếc đầm này của em là có 5 size M, L, XL, 2XL và 3XL nha. Giá của chiếc đầm này là 610. Đây, em có thể đi làm cho các hàng ơi được thêu. Đây, đường nét thêu rất tinh xảo. Quan tâm đến chiếc đầm của chúng em thì hãy nhắn tin vào số hotline 0968333465 để được tư vấn. Mã số của chiếc đầm của em là 02. Chào cả nhà, hôm nay em sẽ live tiếp một chiếc đầm dành cho các chị đi dự tiệc, đi sự kiện, dạ hội có thể mặc được. Chiếc đầm của em được gọi là chiếc đầm ghen dài, xuông dài nha. Điểm nhấn của chiếc đầm của em đang mặc là có ngay chỗ eo là có khung co giãn luôn, không sợ nịch bụng hay là sợ chẹt như chỗ cái eo tôi chưa. Các chị mà cũng bánh mì hết cả, mặc rất là thoải mái luôn. Đây là giải con và phủ được hai lớp nha cả nhà. Đây các chị coi, phủ được hai lớp, lớp trong cũng là con, rất là miệng, rất mặc rất là thoải mái và rất là mát luôn. Đây, tay ngắn cho các chị đi dự tiệc rất là đẹp luôn. Phía sau là đi kéo dài. Chiếc đầm của em là giá là 750.000. Chiếc đầm này là các chị em mình từ 48 đến 60kg là đều mặc vừa nha. Đây em có thể đi lại cho các chị coi những gen được, đó là hàng nhập luôn nha, rất là đẹp. Bên tay của em không có lót nha, rất là thoải mái luôn nha, rất là đẹp luôn. Mã số của chiếc đầm em đang mặc là 03. Cả nhà
tâm để được tư vấn kỹ hơn. Chào cả nhà, hôm nay em sẽ lay một chiếc đầm mới, đó là đầm suông hiêu những con hạc rất là đẹp luôn. Điểm nhấn trên chiếc đầm này là được thêu những con hạc rất là đẹp. Chiếc đầm của em mới cho nên có những đường nét hơi nhăn nhăn, em mới khui hàng ra luôn. Cả nhà thông cảm xíu nha chị em. Đây, chiếc đầm này dành cho các chị em từ 48kg trở lên đều mặc được, và những chị em từ 20 tuổi trở lên cũng đều mặc rất là đẹp luôn. Chúng ta mặc đi chơi, mặc đi tiệc hoặc mặc đi du lịch đều rất là sang trọng, vì mình giải này là giải thun lụa, mặc rất là mát luôn, không sợ nực luôn. Đây, mã số của chiếc đầm này là 04 và giá của chiếc đầm này là 580.000. Quan tâm thì hãy nhắn tin vào số hotline 0968333465 để được tư vấn kỹ hơn cho các chị em chúng ta. Chào cả nhà, hôm nay em sẽ lai tiếp một chiếc đầm suông xòe rất là đẹp luôn, màu đỏ đô. Họa tiết trên chiếc đầm này là những chiếc bông hoa được thêu rất là tinh xảo luôn. Điểm nhấn trên chiếc đầm là bông hoa được thêu ở trước ngực của chúng ta, tạo lên trên chiếc đầm một sự nổi bật. Hai bên tay có dúng rất là dễ thương. Thun của chiếc đầm này là thun lụa, mặc rất là thun lụa cát, mặc rất là mịn, rất là mát, dành cho các chị em từ 50kg trở lên đều có thể mặc được. Đây, em có thể gợi cho các chị coi những thêu hoa. Đây, tay dúng nè. Đây là những chiếc nút làm kiểu bên trên chiếc ngực của chúng ta, rất là đẹp. Phía sau là dây kéo, dây kéo ở phía sau. Giá của chiếc đầm này là 590.000. Đây, mã số của chiếc đầm này là 05. Các bạn có quan tâm đến chiếc đầm này của chúng tôi thì hãy nhắn tin vào hotline 0968333465 để được tư vấn kỹ hơn về chiếc đầm mẫu đầm này. Thì cả nhà, bây giờ em sẽ lai tiếp một chiếc đầm suông được thêu hổ cẩm. Điểm nhấn trên chiếc đầm này là thêu hổ cẩm đứng trước mặt của chúng ta, được đứng những hạt ngang một những hạt hổ cẩm rất là đẹp luôn. Hai tay được chèn những chiếc hổ cẩm đây. Đây là chiếc đầm suông dành cho các chị từ 55kg đến 70kg đều mà có thể mặc được một chiếc đầm như thế này. Chiếc đầm này rất là rộng luôn, em mặc cũng thấy là rất là rộng luôn. Em chỉ có 46kg thôi, chiếc đầm này rất là rộng. Và chiếc đầm này không thấy được cái bụng luôn của chúng ta luôn nha. Chỉ chiếc đầm này đầm suông không thấy bụng của chúng ta. Đây, cái này, cái thứ cho các chị thấy này. Đây, em lại gần cho các chị thấy. Đây, được thêu những đường nét khẩu cảnh này. Hai bên tay cũng vậy luôn. Dải này là dải hạt cát rất là mịn luôn, không nực nha các chị, không nực luôn. Những chị nào mà trắng đó, mặc những chiếc đầm này tôn lên được mà nội da chúng ta rất là trắng luôn, thế là đẹp. Giá của chiếc đầm này là 530.000, mã số chiếc đầm này là 06. Cả nhà quan tâm thì hãy nhắn tin vào số hotline 0968333465 để được tư vấn kỹ hơn về chiếc đầm suông khổ cẩm này nha. Đây. Rồi bây giờ em sẽ lai tiếp một chiếc đầm suông thun tiên tiến được đính ngọc trai trên chiếc đầm. Đó là điểm nhấn đặc biệt của chiếc đầm, rất là đẹp. Hai bên tay của chiếc đầm là được phối ren đây, và được phân nửa trên chiếc ngực của chúng ta cũng đều được phối ren đây, rất là đẹp luôn. Đây là chiếc đầm suông dành cho các quý bà từ 35 tuổi trở lên, mặc rất là đẹp luôn, rất là thoải mái, nhẹ nhàng luôn. Những chị nào từ 48kg đến 75kg đều mặc được, vì phone này là phone rộng và có thể co giãn được. Hạt cái rất mịn, đây em có thể lựa gần cho các chị coi những hạt ngọc này đây. Tay là ghiền ghim đây, rất là đẹp luôn. Giá của chiếc đầm này là 580.000. Mã số của chiếc đầm này là 07.
các chị em mà có muốn biết về chiếc đàm kỹ hơn thì nhắn tin vào hotline 0968333465 để được tư vấn. Đây, dành cho các quý bà thờ thượng mặc những chiếc đàm này thì quá là ok, quá là đẹp luôn. Đây, những chiếc đàm này chúng ta có thể mặc đi tiệc, đi chơi, đi dã ngoại cũng có thể đi mặc được. Vì chiếc đàm này rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng luôn, không quá cầu kỳ, thoải mái. Mặc vào rất là mát luôn. Tuy là trời ai đang rất là ngọt nhưng mà mặc coi chiếc đàm này rất là thoải mái, rất là mát luôn, không có cảm thấy mình ngợt một xí nào cả. Có dây kéo ở ngoài sau lưng. Các bạn có quan tâm đến chiếc đàm suông thun hà tinh tiến này thì nhắn tin vào hotline 0968333465 để được tư vấn kỹ hơn. Mã số của chiếc đàm của chúng tôi là 07 nha cả nhà, 07. Rồi em sẽ lấy tiếp một chiếc đàm xòe phối màu. Đây là hàng nhập nha các chị, hàng nhập màu kem và màu xanh được phối với nhau, hai tông màu rất là đẹp và lên da rất là sáng da luôn, da trắng cho nên lên đầm rất là sáng luôn cả nhà. Đây được một miếng dây vàng nhìn rất là điểm nhấn như chiếc đầm chúng ta đều rất là đẹp luôn, nhìn không lý tưởng đâu, là hai lớp đấy. Đây được một dây ở ngoài sau lưng, có dây ở sau lưng luôn cả nhà, sẽ rất là đẹp. Đây là hàng nhập. Đây, giá của chiếc đầm này là 590.000. Những chị nào mà từ 49 đến 50kg đến 65kg đều có thể mặc được chiếc đầm này, vì nó có dây buộc mà sau lưng nên rộng quá cho nên kẹt cho một tí em đi được sau lưng rất là đẹp luôn, tôn lên dáng ta luôn. Đây cả nhà đã thấy chưa, đây rất là đẹp. Mã số của chiếc đầm này là 08. Các chị có quan tâm đến chiếc đầm này là hãy nhắn tin vào số hotline 0968333465 để được tư vấn kỹ hơn về chiếc đầm của chúng em.